Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi tuyển sinh chính thức vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2020-2021. Ở các video trước đó, chúng ta đã xong các phần dưới đây. Phần ngữ pháp của đề thi, phần word form, phần cụm động từ, giới từ, điền từ vào đoạn văn cho từ sẵn. Phần đọc hiểu đầu tiên, một phần tương đối nhẹ nhàng. Phần điền từ phù hợp vào đoạn văn, không cho từ sẵn. Ở video này, chúng ta sẽ làm một phần đọc hiểu thứ hai của đề thi, một phần đọc hiểu tương đối khó các bạn. Rồi. Tương đối khó thôi, không khó lắm nha. Rồi. Thì bài đọc hiểu này các bạn quan sát thấy rằng các bạn có section A, B nè, C, D, E. Các bạn có 5 cái section và các bạn thấy cái dạng câu hỏi này thì nó giống như cái dạng câu hỏi của đề thi IELTS. Rồi. Chúng ta sẽ đọc các đoạn văn, chúng ta sẽ tìm cái headings là tìm cái chủ đề cho cái đoạn văn đó. Sau đó chúng ta làm những câu như thế này các bạn, ba câu như thế này. Y chang như IELTS các bạn, chỉ khác là mức độ này nó dễ hơn một chút xíu. Thì ở đây các bạn thấy Z nè, nếu câu phát biểu đồng ý với tuyên bố của người viết. Rồi, tuyên bố của người viết. No, nếu câu phát biểu mâu thuẫn với tuyên bố của người viết. Nếu nó thì không có khả năng để nói cái mà người viết nghĩ về cái gì. Ở đây các bạn có 3 câu các bạn. Nếu như có trong bài, chúng ta chọn yes. Nếu như trong bài, ngược với trong bài, không đúng như trong bài, các bạn chọn no. Và nếu như trong bài không có thông tin để quyết định nó đúng hay là sai, các bạn viết chữ not given. Rồi, not given là không đề cập. Thì để làm cái dạng này, chúng ta sẽ đọc các heading trước các bạn nha. Là sự đến của cái kính râm hiện đại. Rồi, sự đến. Thì khi các bạn đi trên đường phố, các bạn thấy người ta ghi là new arrival, có nghĩa là hàng mới về nha. Ở đây có nghĩa là sự xuất hiện các bạn của cái kính hiện đại. Rồi. Số 2 là việc sử dụng kính râm trong các quan to thời xưa. Ở đây là quan to các bạn. Phần 3 là những cái phát triển mới trong cái trồng kính râm. Rồi. Phần 4 là sự xuất hiện, sự giới thiệu nè, có nghĩa là sự đưa ra của các scientists, tạm dịch là các gọng kính nha các bạn, trên cái kính. Còn phần 5 là chiến dịch quảng cáo kính râm. Phần 6 là nguồn gốc và lịch sử xa xưa của kính râm. Những cái cách mà kính râm đã trở nên trendy, có nghĩa là trở nên thời trang hơn các bạn. Câu tiếp theo, cái cách mà cái hình dạng vật lý, các bạn có từ physical shape, có nghĩa là hình dạng bề ngoài các bạn, hình dạng của nó ha, physical là vật thể, của các kính râm xa xưa được phát triển. Thông thường nha các bạn nha, thông thường các đoạn văn đầu tiên là những cái câu sau này nè. Và chúng ta có thể đoán được cái câu nào mà lịch sử nguồn gốc đó các bạn. Rồi. Tí nữa chúng ta sẽ làm, nhìn về nhưng mà không khó lắm đâu. Bây giờ các bạn sẽ qua cái ba câu này. Là kính râm Trung Quốc xa xưa được đeo để mà correct các bạn, để mà chỉnh á, chỉnh cái thị lực của người mang, cái tầm nhìn, cái thị lực của cái người mang kính. Thì câu số 6 này nhiều bạn hết thời gian đọc chúng bà không kịp chọn no. Đúng luôn các bạn. Thì những cái kính Trung Quốc thời xa xưa hiếm khi mà làm được cái chuyện này các bạn. Rồi, phải cần hiện đại chút xíu. Câu số 7 là tác phẩm của James Ascoff có một cái ảnh hưởng sâu sắc. Các bạn lưu ý là cái chữ này các bạn, sâu sắc này.
nó sẽ quyết định tới là đáp án của các bạn. Bởi vì chữ này các bạn không rõ nghĩa, các bạn sẽ không chọn được nha. Phải ảnh hưởng sâu sắc các bạn, ảnh hưởng nhiều lớn lên sự phát triển của cái trồng hiện đại. Còn câu số 8 thì cái kính của ông Sam Foster là cái kính đầu tiên được làm cho cái thị trường hàng loạt, có nghĩa là bán các bạn, market cho thị trường, có nghĩa là đem ra bán. Thì trong câu số 7 các bạn để ý tới là ông James Ascot, chỗ đoạn văn nào có tên ông này các bạn dừng lại coi là ông 7 liền. Và câu số 8 thì các bạn scan link á, tìm heading á, gặp tên ông này nhào vô tìm liền các bạn. Về cái bài giảng này chúng ta đã nói cách làm ở các đề thi chuyên anh trước đây, đặc biệt là đề thi chuyên anh Đại học Sư phạm Hà Nội các bạn năm 2021 cũng có cái bài y chang thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem các đoạn văn các bạn nha. Các bạn lưu ý các bạn scanning hoặc là skimming tìm chi tiết các bạn có thể làm được, các bạn không cần phải dịch hết. Ở đây thì sẽ làm từ từ các bạn nha. Chúng ta sẽ làm từ từ. Rồi, section A. Đầu tiên các bạn đọc cái này nè. Cái này trước nha, để chúng ta hiểu sơ qua cái bài. Hồi nãy chúng ta dịch heading chúng ta đã biết rồi. Ở đây càng biết thêm lịch sử của một cái hình ảnh rất là ngầu, khua là ngầu, lạnh lùng. Thì lịch sử của kính râm ha, các bạn thấy đoạn đầu tiên là lịch sử ha, và lúc nào cũng vậy các bạn. Lịch sử của kính râm có thể được truy ra từ rồi cái thời La Mã cổ đại khoảng 60 năm trước công nguyên. Lưu ý AD là Anno Domini, viết tắt của tiếng Ý các bạn nha, là trước công nguyên. Còn các bạn có sau công nguyên là BC, có nghĩa là Before Christ. Rồi, nơi mà Hoàng đế Nero được nói, có nghĩa là người ta nói ông này đã xem những cái đấu sĩ đánh nhau, trong khi ông ấy giữ những cái viên ngọc màu xanh rất là bóng bẩy. Polish là bóng bẩy, màu xanh ngà bóng bẩy, với con trước con mắt của ông ta. Thế là giảm đi ảnh hưởng của cái chói chang của mặt trời. Rồi, thì cái chứng cứ được ghi nhận thật sự rất đầu tiên, cực kỳ đầu tiên của việc sử dụng kính này có thể được tìm thấy từ một bức tranh bởi ông Tommaso da Modena ở Ý năm 1352, chỉ ra một cái người mà đeo kính. Rồi, tiếp các bạn. Thì sớm sau đó khoảng thế kỷ thứ 12 ở Trung Quốc, kính được đeo bởi những cái vị quan xét xử các bạn, vị quan ở công đường. Rồi, ngày xưa chúng ta dịch là công đường, không phải để bảo vệ cặp mắt của họ từ mặt trời. Rồi, chỗ này nè các bạn đã làm câu số 7 rồi nha, cái ý này không phải bảo vệ mắt từ mặt trời, nhưng để mà che giấu. Các bạn có reveal là tiết lộ nha. Từ này là che giấu là ngược nghĩa nè. Bất kỳ cái biểu tượng nào trên ánh mắt của họ. Bởi vì nó thì quan trọng để mà giữ suy nghĩ và ý tưởng của họ bí mật cho đến khi kết thúc của mỗi phiên tòa. Rồi. Có nghĩa là khi mà họ xử các bạn, mắt của họ sẽ che bởi cái kính để người ta không biết họ đang suy nghĩ gì. Ý là vậy. Thì những cái này là những cái bản thạch anh dẹp mà được đánh bóng rất là nhẵn nè, sau đó được hun khói để mà có cái màu. Mãi cho đến khi năm 1430 thì cái kính thuốc ở từ này các bạn dịch là thuốc nha, này cái là đơn thuốc các bạn. Kính thuốc có nghĩa là kính mà làm theo yêu cầu của người ta các bạn, thuộc dạng giống như là kê đơn, được phát triển đầu tiên ở Ý để mà correct vision. Rồi, lúc này mới correct vision nè. Và những cái spectacle, những cái kính sơ khai, sơ khởi này, ban đầu này đã sớm tìm con đường tới Trung Quốc, có nghĩa là có nhu cầu các bạn, chỗ đó cần tự nhiên là nó sẽ chuyển tới. Nơi mà chúng được nhuộm màu lần nữa nè bởi khói, được sử dụng bởi các quan. Thì cái khung này được tạc hoặc là bằng ngà voi hoặc là vỏ
rùa, và một số chúng thì rất là công phu. Thì trong thế kỷ 17 là kính thuốc được sử dụng ở nước Anh để giúp những cái người già có cái vấn đề nhìn xa để mà xem tốt hơn, viễn thị các bạn. Thì cái công ty Spectacle Makers được thành lập ở Anh, cái mà bắt đầu sản xuất kính thuốc cho mọi người với cái khẩu hiệu là motto, khẩu hiệu, phương châm là tạm dịch các bạn nha, một phương thuốc cho người già, a blessing, một cái phương thuốc cho người lớn tuổi. Thì các bạn đã đọc xong đoạn văn đầu tiên, các bạn dễ dàng thấy được cái heading của chúng ta là nguồn gốc và lịch sử của mắt kính sẽ phù hợp ở cái section A. Đây, chúng ta chọn đây. Và các bạn có thể làm thêm một câu là cái kính râm Trung Quốc đầu tiên được đeo để mà che giấu thị lực. Ở đây các bạn chọn no. Rồi, chúng ta làm hai câu. Chưa xuất hiện của hai tên ông này các bạn. Chúng ta sẽ xem tiếp nha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái đoạn số 2. Rồi, sự xuất hiện khi mà trong câu các bạn có hai dấu phẩy nha, chính giữa nè, các bạn dịch từ giữa hai dấu phẩy trước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kính râm thì vẫn còn là static, có nghĩa là bình trưng như vậy, chưa phát triển các bạn, cho đến khi tác phẩm của ông James Ascot, cái người mà nổi tiếng vì cái tác phẩm của ông ta kính hiển vi, rồi chưa nói gì tới thấu kính các bạn, ở London khoảng năm 1750, ông ta thí nghiệm với cái tròng kính nè, rồi được tẩm màu xanh da trời và xanh lá cây. Ông ấy tin rằng có thể giúp cái vấn đề về thị lực cách nhất định. Những cái này không phải là kính râm. Tuy nhiên, ông ta thì không quan tâm tới việc bảo vệ mắt từ cái tia cực tím của mặt trời. Có nghĩa ông ta quan tâm tới việc là nhìn xa, nhìn gần các bạn. Không quan tâm tới cái việc là bảo vệ mắt kính, bảo vệ cái mắt của con người. Thì trong câu này các bạn thấy đã xuất hiện cái tên James Ascot này. Và trong bài của chúng ta là ông này có ảnh hưởng sâu sắc lên cái lenses cho các bạn nha. Ảnh hưởng lên sâu sắc cái này nè. Tuy nhiên trong cái đoạn này nè các bạn, thì người ta chỉ đề cập là ông này nổi tiếng về các tác phẩm lên kính hiển vi và ông ta có cái thí nghiệm này. Rồi, ông ta tin có thể giúp người ta. Và người ta cũng không nói là ông ta có thành công trong việc này hay không, ông ta cũng không có đặt cái nền tảng này hay không. Là chúng ta chưa có đủ cơ sở để làm cái câu số 7 nha các bạn nha. Tí nữa chúng ta xuống dưới mình sẽ nói thêm để các bạn nhớ. Chúng ta hạn chế kéo lên có xuống các bạn. Thì những cái kính thuốc tiếp tục được phát triển qua những cái thập kỷ tiếp theo, đặc biệt liên quan tới thiết kế của cái khung kính. Rồi, khung kính các bạn. Rồi, khung kính đây đã xuất hiện cái khung kính. Và cái cách mà làm cho cái khung này để mà ngồi một cách thoải mái lên lỗ mũi, có nghĩa là làm sao cố định mọt eo và khỏi rớt. Thì những cái khung này được làm từ da, xương, ngà, vỏ rùa và kim loại. Và đơn giản là để bỏ hoặc là làm cân bằng ở trên lỗ mũi. Thì những cái cánh tay đầu tiên hoặc là side pieces các bạn, hoặc là hai cái gọng của cái khung đầu tiên xuất hiện như là những cái ribbon, cái strips of ribbon là những cái dây, dây nơ các bạn. Cái mà vòng ra phía sau cái lỗ tai cột lại cho nó chắc. Thì thay hơn là cái gọng là cái giữ lại các bạn, có nghĩa là giữ lại, cột lại, không có để lên lỗ mũi. Thì người Trung Quốc đã thêm vào cái trọng lượng là ceramic với cuối của cái ribbon này, cái dây này, cái mà treo lủng lẳng giữa cái đỉnh của cái lỗ tai. Thì các cọng chặt trắng này cuối cùng xuất hiện vào năm 1730, được phát minh bởi ông Edward Scalet. Có nghĩa là cái solid side piece các bạn, là cả hai cái gọng á, mà có đầy đủ các bộ phận á, cuối cùng xuất hiện ở năm nay, được bên trong này. Rồi. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không cần phải dịch hết để làm được các bạn ha. Các bạn chỉ cần những cái thông tin phù hợp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái heading cho cái phần B các bạn. Thì thông thường các đoạn văn đầu các bạn, thì các thầy cô thông thường để những cái ý nó nằm ở dưới cuối đây nè.
Thì theo trong bài chúng ta là cái cách mà hình dạng bên ngoài của cái chính râm đầu tiên phát triển nha. Đầu tiên các bạn, trong cái đoạn văn chúng ta lúc đầu ta nói là lúc đầu chỉ có cọng dây cột, sau đó hay có hai cái gọng, rồi làm sao thiết kế để mà nó đặt nó cân bằng trên lỗ mũi vân vân, là ở ý này rồi. Và chúng ta có thể làm được một cái câu là câu số 7 các bạn, là tác phẩm của ông James Ascot có một ảnh hưởng sâu sắc lên sự phát triển của cái len hiện đại. Thì như nãy đã phân tích ở trên các bạn, ông này là người nghiên cứu cái lenses này, cái trồng. Tuy nhiên ông chỉ nổi tiếng về kính hiển vi, và chúng ta chưa có đủ thông tin để các bạn có thể làm cái câu số 7 này. No hoặc yes nha, không thể sai cũng không thể đúng. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái đoạn số 3 các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua cái đoạn thứ 3. Thì kính râm như chúng ta biết ngày hôm nay, hay hoặc là như chúng ta biết ngày hôm nay, kính râm được giới thiệu đầu tiên bởi Sam Foster. Đây đã xuất hiện ông này các bạn, ở câu số 8 á. Ở Mỹ năm 1929. Đây là những kính râm đầu tiên được thiết kế một cách cụ thể để mà bảo vệ mắt của người ta từ những cái tia cực tím có hại của mặt trời. Ông ấy thành lập cái công ty Foster Grant Company và bán cái cặp kính đầu tiên Foster Grant Solicit trên cái Broadwalk, trên cái đại lộ ha, cạnh những cái bãi biển ở thành phố này. Thì những cái kính này là những cái kính được sản xuất hàng loạt lần đầu tiên, đó được bán các bạn, đã được bán, được thương mại hóa. Rồi, ông này là cái người đầu tiên các bạn. Và từ những năm về sau, kính râm thật sự có cánh. Ở cái đoạn C này, rồi, các bạn có thể thấy rằng sự xuất hiện của kính hiện đại ha, là câu này là phù hợp nhất. Hồi nãy ở cái câu, cái section B, các bạn chọn câu 8 ở đây. Rồi, còn cái section C các bạn chọn câu 1 nha. Rồi, sự xuất hiện của kính râm hiện đại, ông này đã xuất đã bán ha, đã sản xuất và đã bán. Rồi, còn việc sử dụng các bạn, những sự phát triển mới không đúng nha, trong thấu kính không đúng nè, của cái cổng không đúng nè, quảng cáo cũng chưa nói, đề cập cũng chưa luôn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua đoạn chúng ta làm câu này thôi các bạn. Chúng ta làm câu này là ông này, kính của ông này thì là những cái kính đầu tiên được làm để mà bán hàng loạt trên thị trường. Rồi các bạn chọn yes nha. Rồi các bạn chọn yes. Rồi yes. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn văn D. Rồi. Trong năm 1936 thì ông này, họ Edwin Ashland đã patented rồi các bạn. Có nghĩa là đã mua giấy phép. Rồi, đã mua giấy phép của cái lọc nè, paraloid nè, cho việc làm rồi những cái kính râm phân cực. Họ mua giấy phép rồi. Thì cái loại của cái kính râm này, xin các bạn, là cái màu đó, kính râm này đã giảm đi cái sự chói nè, được phản ánh, được chiếu từ bề mặt như là nước nè. Sau đó trong cùng năm thì ông Ray Ben đã lấy cái thiết kế của cái kính râm của những cái người phi công sau này bằng cách tạo ra cái kính râm theo phong cách aviator, là phi công các bạn. Của phi công đeo rất là ngầu, thông thường họ đeo kính đen rất là ngầu. Cái mà chúng ta biết ngày hôm nay thì sử dụng những cái kỹ thuật kính nè phân cực được phát minh gần đây, thì các rìa của cái khung này đã được rồi đã được làm đặc tính hóa ha, đã được có một cái đặc điểm phù hợp với những người khác bằng cách gập xuống nè, rồi bằng cách rũ xuống ở cái rìa, ở cái chiếc thì các bạn
chỗ cái lỗ mũi ha, trong một loại giống như là hình dạng của nước mắt, để mà có một cái sự bảo vệ với mắt của phi công. Rồi, mắt của phi công, cái người mà thường xuyên phải glance là nhìn chằm chằm các bạn, người nhìn chằm chằm hướng về cái bàn điều khiển của máy bay. Thì cái tròng kính phân cực này đã giảm đi cái sự chói chang từ ánh sáng. Rồi, từ ánh sáng phản ánh xuống cái bảng điều khiển này thì các phi công được đeo những cái kính này miễn phí. Và trong năm 1937 nè thì cái công chúng general public, tức là tất cả mọi người được phép để mà mua cái loại kính aviator này. Rồi, phong cách phi công này, cái mà đã cấm các bạn, cấm ở đây các bạn hiểu là chặn cái tia cực tím của mặt trời, như là cái kính râm Ray Ban. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tìm cái heading cho câu D các bạn nha. Thì trong đây thì các bạn thấy rằng các bạn thấy rằng chúng ta có heading số 3 các bạn là sự phát triển mới của cái thấu kính râm. Rồi, các bạn sẽ chọn cái heading 3 cho cái session D này nha. Thì trong bài của chúng ta có đề cập các bạn ở đây là cái phía của cái khung này đã được xuống theo dọc theo cái má này các bạn, và cái thấu kính phân cực này đã được ra đời để mà làm giảm những cái tia cực tím của bầu trời, nên chúng ta chọn heading thứ ba, những cái sự phát triển mới trong cái lenses. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng này các bạn, là section E. Trong năm 1960 thì Foster Grant bắt đầu một cái chiến dịch quảng cáo. Đây, lúc này mới đề cập tới quảng cáo này các bạn. Tuy nhiên chưa chắc là chủ đề về quảng cáo nha. Chúng ta cứ từ từ xem. Để mà đẩy mạnh bán cái sunglasses này, và Pretty soon, Pretty là khá nè. Và khá sớm, sau đó là những cái ngôi sao pop và star phim nổi tiếng bắt đầu đeo những cái kính này như là hình ảnh của họ. Thì công chúng bắt đầu để áp dụng những cái thời trang mới như là đeo kính này, thì không chỉ để bảo vệ mắt từ cái ánh đèn sáng, sáng, mà còn là một cách để mà trông rất là ngầu. Rồi, trông rất là ngầu. Ngày nay kính râm được đang tiếp tục để được cải thiện với cái màu nè, mà khó cái chức năng UV một cách hiệu quả. Rồi, bỏ ra tất cả các ánh sáng mà hại cho mắt các bạn, thì những cái tint, có nghĩa là những cái bảng nè màu khác nhau bây giờ thì có sẵn, và dĩ nhiên là những cái phong cách khung thì rất đa dạng và rất là thú vị. Giờ đây bạn có thể thật sự là một cái statement, có nghĩa là một cái câu phát biểu có thể là định hình của các bạn, với cái kính thời trang cho riêng các bạn, chuyển đổi hình ảnh của bạn hoặc là tạo ra một cái hình ảnh mới, có nghĩa là có thể làm theo yêu cầu các bạn. Rồi, thì kính, những nhà thiết kế kính râm đã chắc chắn đến trong một cách rất là dài, trong một vài năm nữa, có nghĩa là những cái kính râm này còn rất nhiều khả năng để phát triển. Và bây giờ không chỉ để bảo vệ mắt từ cái ánh sáng mặt trời, mà còn là một cái khuynh hướng thời trang rất là quan trọng, và nó đã bắt đầu gần 2.000 năm cách đây với cái hoàng đế Roman Emperor. Thì ở đây các bạn có cái phần E này, thì chúng ta sẽ chọn cái heading
Thì ở trong cái phần số 6 này các bạn, cái phần số 6 này các bạn chọn cái, các bạn thấy rõ ràng là cái phần 5 các bạn, cái phần 5 thì người ta đang đánh lừa chúng ta các bạn. Bởi vì sao? Cái phần 5 này các bạn thấy rằng, các bạn thấy là cái chiến dịch quảng cáo cho cái kính râm. Thì trong bài chúng ta đề cập tới chiến dịch quảng cáo cho kính râm, nhưng mà nó là không đúng các bạn lưu ý nha. Bởi vì chúng ta sẽ có hai cái heading nó dư. Rồi, có quảng cáo nhưng không phù hợp. Rồi. Ở đây các bạn sẽ chọn cái heading số 7 này các bạn. Rồi. Là những cái cách mà cái kính râm này đã trở nên thời trang. Bởi vì trong bài của chúng ta đề cập rất là nhiều về các film star này các bạn, film star, pop star nè, đeo và dưới đây designer, và bạn có thể định hình cho cái thời trang của các bạn, của bản thân bạn. Các bạn chọn heading là số 7. Hồi nãy section B các bạn, section B hồi nãy chúng ta chọn section B. Các bạn chọn 8 nha, hồi nãy chúng ta chọn 8. Là chúng ta chọn cái này. Rồi, 8 là cái này. 7 là cái câu này. Rồi. Chúng ta đã xong phần đọc hiểu thứ hai, phần đọc hiểu khó của đề thi chuyên Anh tỉnh Nam Định. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cho các bạn bè hoặc là like video. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp tất cả các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.